Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, quyến thuộc gần xa kính mến. Hiện giờ là sáng thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021. Như thường lệ là sáng thứ ba, sáng thứ năm tại Hoa Kỳ thì huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 23 và chúng ta cũng đang tiếp tục cái chương thứ 12, đó là cái chương vượt khó. Mình có gọi là chương thứ 12 là cái chương vượt khó. Kỳ trước tôi đã giới thiệu cho đại chúng đôi điều về khó, nhưng mà theo như lời của sư ông Hoàng Quang luận giải trong cái của Phật tổ Ngũ Kinh về Tứ Thập Nhị Chương này đó, thì lời này thì hòa thượng luận giải rằng là người thường á cho là điều khó, cho điều khó là chướng ngại cái việc tu hành, nhưng mà quên rằng á, vì khó mới tu, chẳng tu thì không có điều nào là không khó. Vì vậy mà Phật mới nói 20 điều khó để khuyên người ta tu. Như vậy nếu như cuộc đời này mà cái gì nó cũng dễ hết thì đâu có tới mình. Đâu có tới mình. Nếu tu hành mà dễ thì không tới huynh đệ chúng ta. Như vậy thì trước mắt mình khẳng định chuyện tu là chuyện khó. Tại sao là khó? Bởi vì thông thường chúng ta bị lầm chấp. Trước mắt là chúng ta chấp hai thứ, gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp tôi và cái chấp cái của tôi. Vì lầm chấp đó cho nên chúng ta khó bỏ, khó buông, khó xả. Vậy người tu phải chấp nhận, đã chấp nhận là tu hành là phải bỏ, để buông, phải xả. Bỏ đây không phải là rinh của dục ra ngoài đường. Buông đây không phải là mình buông tự nhiên mình đang nắm gì đó rồi mình buông cho nó bể đổ vỡ. Xả đây không phải là mình mở cái vòi nước mình xả cho nó chảy tùm lum để đóng tiền nước chơi. Cho nên bỏ, buông, xả như thế nào? Tất cả những thứ đó mà Đức Phật nói đi nói lại cũng nhằm nhắc nhở cho chúng ta phải có tu giới, tu định, tu tuệ. Để cuối cùng đạt tới đỉnh cao của trí tuệ thì chúng ta như thế nào gọi là bỏ, như thế nào gọi là buông, như thế nào mới gọi là xả. Thì chúng ta định nghe như vậy rồi về đó thôi bỏ thôi. Bỏ đi, cái lại cái đang bắt cái ấm nước nó sôi ào ào cái lòng biến xuống tắt đó, thôi bỏ đi, bỏ thí đi. Bỏ ra cháy nhà cháy luôn mình nè à. Cái vòi nước nó lỡ xì thôi buông đi, xả đi thầy, cái xả đi, xả đó hồi là coi như là cảnh sát nó tới nó phạt à. Cho nên đó, các vị biết là chúng ta huynh đệ mình nó học Phật nhưng mà hiểu lầm là Phật dạy dữ lắm, thì chúng ta cứ khái niệm, chúng ta mới cứ định nghĩa, chúng ta mới tưởng tượng là Phật dạy, mà là Phật dạy là lời chân thật thì đâu có dụ khái niệm, nó rõ ràng dữ lắm. Vì vậy mà bữa nay mình có thể bữa nay đi vô hai cái vấn đề thôi. Cái vấn đề thứ nhất là bằng cùng bố thí nan hào quý học đạo nan, có thể một kỳ chúng ta học dài cái vậy thôi, 20 cái mà chúng ta học 2 cái bữa nay, 2 cái khó bữa nay.
người Phật tử giàu xuất gia hay tại gia, chúng ta nhìn lại quá khứ và chúng ta nhìn vào ngay hiện tại để thấy vượt ngang qua những khó khăn, để yêu thương và làm cho đạo Phật có mặt thật sự, chứ không phải là chuyện một sớm một chiều. Sự tỉnh thức, sự đánh phá từ nhiều phía đến với đạo, đến với tăng sĩ, đến với tín đồ trong tương lai, thì cũng như hiện tại đây là một cái giá rất đắt phải đánh đổi để tồn tại. Cho nên 20 điều khó khăn của người tu học theo tinh thần kinh 42 chương này có thể chia ra làm những điều mà tôi sẽ giảng nhiều lần. Thứ nhất là mình đi theo từng tự là nghèo, nghèo khó, nghèo khổ, nghèo nàn. Bố thí là khó. Ở trong này tại vì cái lý do là bần cùng mới là nghèo cùng, hay là nghèo nàn, bố thí nàn, nghèo nàn bố thí là khó. Thông thường khi nghèo, cái sự phát tâm bố thí khó. Cái tâm thức và hoàn cảnh thường đi đôi với nhau. Một khi cái tâm thức chúng ta hẹp hòi, nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ đến mình và không mở rộng được lòng yêu thương để nhìn người khác, thì từ tâm thức đó, thì từ cái tâm thức đó sẽ chiêu cả hoàn cảnh nghèo của mình. Hai điều này sẽ luôn tương ưng với nhau. Những người giàu đôi khi họ giàu nhưng không phải vì tài hoa, không phải vì may mắn, mà do vì tâm thức của họ rộng mở. Tuy họ làm được những công việc nhẹ nhàng, bình thường, nhưng tiền nó lại sắp hàng vào gia đình họ. Như vậy giàu sang, địa vị, danh vọng, thông minh, bốn thứ này nó hay đi liền với nhau. Và những điều này nó đặt căn bản trên tâm thức, chứ không phải hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Người có tâm hiền thiện, lòng yêu thương rộng mở, độ lượng, bao dung, thì đời sống vật chất của họ cũng đi liền theo điều kiện tâm thức của họ. Mỗi khi chúng ta thấy hay phân vua là chúng ta cứ nhìn, hãy nghe nói công chúa, nghe tới hoàng tử là chúng ta cứ nghĩ rằng đó là những người đẹp, những người xinh đẹp, những người sang trọng. Còn mình thì không là công chúa, không là hoàng tử, cho nên mình không được sang trọng như họ. Tại sao mà hãy nghe tới danh từ công chúa hay hoàng tử là mình cứ nghĩ họ đẹp? Là tại vì đây là cái phước của họ, cái phước báo của họ đã từng gieo rất nhiều đời. Nên khi họ sanh ra, họ cũng sanh vào cái nơi chốn cung vàng điện ngọc đẹp đẽ sang trọng như vậy. Họ sự ở giàu sang và nhan sắc của họ cũng đồng theo điều kiện phước nghiệp và hiển hiện. Cho nên tất cả đều đặt lên nền tảng từ trong, từ bên trong tâm thức của mình mà ra thôi. Như vậy thì tâm ta chuyển á, thì huynh đệ nhớ là cảnh nó chuyển. Nếu như mà chúng ta sanh trong cảnh giàu có đó, nhưng mà vì lý do nào đó tâm ta là hẹp hòi, là keo kiệt, là ganh tị, là thù hằn, thì tức khắc trong hiện đời tuy sống trong nhung lụa nhưng hình hài cũng theo tâm thức mà đổi theo. Những ưu sầu khổ não khó chịu có mặt nên dung mạo, và nó cái sự đau khổ đó nó níu kéo mình, và cả bên ngoài cũng từ đó mà dần dần suy sụp. Cái điều này đối với xã hội Việt Nam các huynh đệ thấy nó rõ lắm, nhất là các vị lớn tuổi đã từng chứng kiến hai cái thời chiến tranh, thời Pháp cho tới thời Mỹ. Thì mình nói là cái phương diện là những người giàu có, các vị có thời chiến tranh, có những người sinh ra dòng tộc, sinh ra con của vua, của quan, của tể tướng rất giàu có, thậm chí sinh ra con của những điền chủ, những hội đồng, những hương chức hội tề rất là may mắn. Nhưng mà rồi các vị thấy cái thời gian năm tháng nó đổi thay, rồi dần dần từ cái tâm nhỏ hẹp con người đó, ý mình là con của công hầu khanh tướng, rồi mình nhỏ hẹp, cho nên từ cái hoàn cảnh này nó dẫn con người thành nhỏ hẹp theo.
Tôi nhớ rất rõ là ở quê tôi ngày xưa có một cái bà Phật tử, giờ cũng còn sống đó. Bà xưa là con của một nhà đại gia thôi, nhà giàu thôi, đất điền nhiều thôi. Mà một người con trai nào trong làng mà nó ngược ý với bà cái là bà nhảy tưng 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 tưng, bà nhảy vào bờ ruộng mà chết dứt vậy đó, để cho cái người mà nghịch ý bà nó được cha cha của bà đó sai quân nhà bắt về đánh đập, vậy bà mới hả cơn giận. Mà các vị biết là như vậy là phải dễ chết đâu, ý là may mắn là mấy mươi năm sau á, bà có duyên đến chùa, là bà có duyên gặp tôi cho quy y á, tôi cũng là tập bà sống cái đời sống của hạ rồi đó. Nhưng mà tới bây giờ gần 90 rồi chứ cũng phải là dễ chết. Mà gia đình thì càng ngày càng suy sụp. Có thằng con trai à, mà làm biếng làm nhát là cái tay nó cà cuốn như nè, tay cà cuốn như này. Gặp có con vợ thì hơi ba lơn nữa. Rồi các vị biết là có mấy đứa cháu nội thì nó phá gia chi tử, hai ba đứa thì hút chích đó. Rồi cứ bây giờ cái người con trai thì không biết làm gì, cứ tối ngày, mà ngày xưa thời của ông nội á thì đất tòa bay thẳng cánh, mà bây giờ tối ngày đi hì hục đi móc từng cục đất của người ta đang bò lên đất của mình. Nói vậy là các vị nào hoàn cảnh giàu các vị cũng rõ rồi. Rồi để người ta vì mấy cục đất mà người ta chửi bới rồi 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 đòi đâm đòi chém đòi thưa đòi kiện. Nên là các vị thấy chưa, thế gian họ nó có ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nhớ các vị nào mà lỡ có giàu sang có mới lên cũng đừng có tanh tanh. Người Bắc họ có dùng từ tanh tanh. Tôi thấy có nhiều người giàu không bao nhiêu nhưng mà lên cái bằng dân giáo, ai mà thấp kém hơn họ họ khinh khi họ chửi bới họ coi thường, thậm chí họ nguyền rủa, họ chê bai là thứ trôi sông lạc chợ. Tôi nói một cái câu đó đó các vị biết không, cái câu đó đó nó nguy hiểm lắm, nó dẫn cho tới đời con đời cháu ta nó nghèo nó đói. Cho nên các vị đừng, nếu như các vị mà không có con không có cháu thì thôi, còn các vị mà có con có cháu ráng đừng có nguyền rủa người ta cái câu trôi sông lạc chợ. Dầu biết người ta có thể nghèo, người ta có thể nghèo rớt mồng tơi, người ta có thể nghèo tàn mạt, người ta có bần cùng đó, nhưng mà mình đừng có ý mình già bao nhiêu mà mình rủa người ta là trôi sông lạc chợ, là ăn nhờ ở đậu, là đĩa đeo chân hạt, rồi mấy câu đó mình không nên sử dụng. Tôi nhắc nhở đại chúng vậy đó, bởi vì tôi cũng có bị một gia đình nó chửi tôi vậy đó. Hồi nào mình nuôi cô đó, rồi cô đó thì không có con, tới chừng mà nó nghịch ý, nó tưởng đâu mình ăn của cô nó chửi trời đó cái thôi. Tôi mới hiểu. Rồi bây giờ nghe nói gia đình nó dần 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 nó suy sụp. Gia đình nó ngày xưa mới qua Mỹ là giàu có lắm á, mà rồi bây giờ cái tội khi khinh khi ngạo mạn vậy đó, bây giờ nghe nói là cũng từ từ sụp 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 từ từ. Rồi vậy là các vị thấy làm sao kéo lên nổi. Rồi bắt đầu tới đời con nó thấy đời cha ông nó làm vậy, đời cô bác nó làm vậy, nó bắt đầu nó bất mãn, rồi nó bắt đầu nó ăn chơi sa đọa, rồi dần 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 tất cả sụp đổ hết. Cho nên như vậy mà các vị nên nhớ, người ta nói người cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Nhớ mình không làm cha không làm mẹ thì thôi, không làm ông không làm bà thì thôi, còn làm cha làm mẹ làm ông làm bà thì nhớ, các vị nhớ để đức cho con. Mà phàm ở đời cái đức đó, nó phát sanh từ ở trong cái tâm á, mà nó thốt ra cái cửa miệng á. Mình nói một câu gọi là nhất cứu phi ngôn lợi tổn bình sanh chi đức, hay là bán cứu phi ngôn nửa lời nói không phải á, nó làm tổn hại cái đức bình sanh.
Cho nên chư huynh đệ nhớ, phàm ở đời cái búa nằm ở trong miệng. Mình nhớ rằng mình nói cái điều gì ra không phải là trời đất trả lại cho mình hết trơn à. Đó là cái điều ngoài đời và cũng là điều tôi muốn cân nhắc cho đại chúng. Tôi tha thiết bổn phận trách nhiệm là ông thầy, các vị để ra kêu tôi là ông thầy, thì đó là điều mà tôi cân nhắc quý vị đó. Cho nên á, một khi mà mình hết cái phước rồi đó, mình sanh ra gọi là bát nạn á, các vị biết khổ lắm. Mà gọi là bát nạn tam đồ là hai cái nơi mà khổ à, trong đó thì một hồi tôi sẽ nói về cái bát, cái bát những cái nạn cho các vị nghe. Đến nay thì tôi nói cái vẻ nó hơi không có được thoải mái một chút, là vì các vị biết là mấy ngày nay ăn cái đồ nóng nhiều quá, cho nên cái lưỡi tôi nó bị có vài cái mục nó giống như điện trăng vậy, nó hơi đau. Và cái khí hậu mấy bữa nó bấp bênh quá, thật sự nên tôi rất là khó chịu khí hậu. Cho nên nó tối vậy mà cả đêm khó khăn, ngủ rất khó khăn. Nhưng mà về tinh thần thì lúc nào cũng hướng thượng, hướng thiện, hướng về cái chánh pháp của Như Lai để giảng nói thì nó không có mệt mỏi, không bỏ buổi giảng. Đó là cái vấn đề. Thì nếu chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nghèo, khó khăn, nhưng không biết phát khởi cái tâm lành, thương yêu và giúp đỡ người khổ hơn mình, thì coi cái con người đó chưa có cái tâm thức rộng mở. Nghèo quá sao có đâu bố thí. Tôi các vị nhớ nghèo quá của đâu bố thí. Nhớ ra cái trong này có nói là bố thí với người khó khăn hơn mình. Có nghĩa là mình còn cái điều kiện gì mình cứ buông xả bố thí. Đây là điều nhiều cái phước báo lắm. Bây giờ chúng ta đi từng bước, là cái khó khăn từ hoàn cảnh và môi trường là yếu tố đầu tiên. Là hoàn cảnh sống của con người nghèo quá thì không tu được, mà giàu quá cũng không tu được. Ở nơi thị tứ phồn qua phố thị xôn xao, quay cuồng theo cái nhịp sống, là ta không có thời giờ để tiếp xúc giáo lý thực tập để mà tu. Còn ngược lại chốn xa xôi hẻo lánh, nghèo khó thì không có điều kiện để mua những trang kinh, để gặp những cái nền văn hóa, không có bóng dáng của Phật pháp thì ta cũng khó tu được. Không có người hiểu biết Phật pháp, nghĩa là thiếu có điều kiện tiếp xúc với ánh sáng giáo lý, là điều thiệt thòi lớn lao vô cùng cho những người ở vùng sâu vùng xa. Cái điều mà đáng sợ nhất ở trên quả địa cầu này đó là những môn đồ của những tôn giáo để trở thành những con người cuồng tín, bởi do tâm đức họ không có điều kiện mở ra, họ luôn đóng kín. Và đặc biệt chỉ thấy duy nhất vị giáo chủ của mình, giáo lý tôn giáo của mình. Ví dụ như ở vùng quê vùng sâu có những người họ tin một cách cuồng dại, coi như vị cái gì mà mình tôn thờ đó là nhất, bởi vì chỉ nghe truyền miệng là chỉ đó là nhất. Kể cả bây giờ cái đức Quỳnh Phú Sổ đó, ngài chết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà họ vẫn truyền miệng với nhau là ngài còn ở trên núi Tà Lơn Sóc Sơn vậy đó. Cái gì đó đốt đi tìm đến đâu nào rồi ngài bùng cái ngài xuất hiện trở lại. Vậy thì hàng tín đồ mà tin như vậy thì không phải là sai, nhưng mà nó chưa phải là chánh tín. Nó là đức thầy ở trên non trên núi chờ, hay là ngay cả Phật giáo mình, nó là tổ sư Ca Diếp á, ôm cái bình bát đi vô núi Kỳ Túc á, chờ tới 5 triệu năm. Khi mà Đức Di Lặc ra đời thì ngài Ca Diếp mới xuất hiện trao y bát lại cho ngài Di Lặc. Đó là những cái chủ thuyết mà nếu chúng ta không hiểu được, không có ai giáo hóa, không ai chia sẻ, không ai phân tích, thì nó trở thành cuồng tín.
mà các vị biết tâm nó cuồng tính rồi đó, thì giống như cái tâm đóng kín nè, nó không có điều kiện rộng mở. Nếu chúng ta mà đi lạc vào cái chủ thuyết cuồng tính á, là lạc vào một môi trường làm cho đầu óc chúng ta chai cứng, khó mà xoay trở về để mở rộng cái tâm thức để đón nhận ánh đạo, đón nhận nguồn tuệ giác. Và như thế nghìn đời vạn kiếp chúng ta sinh ra, những hạt mầm ấy bừng dậy rồi cũng loanh quanh chúng ta, cũng đi vào những ngõ cuồng tính mà thôi. Cho nên hoàn cảnh môi trường nghèo giàu khó khăn và hoàn cảnh văn hóa địa vực rất quan trọng cho vấn đề tu tập. Theo như kinh tế học thì nhắc nhở chúng ta, mỗi một cái nhà mà bất cứ tôn giáo hay là kinh tế hay là cái điều gì đó mà chú muốn chú tâm được vào một vấn đề gì đó để mà làm, thì phải hội đủ bốn yếu tố gọi là tài, pháp, lữ, địa. Ở đây đối với đạo Phật, pháp là pháp môn tu, tài là điều kiện vật chất vừa đủ, không giàu không nghèo, lữ là bạn bè cùng tu, địa là cái vùng đất, cái môi trường, cái văn hóa thích hợp với chúng ta để mà chúng ta tu. Tôi chỉ nói về phạm vi của đạo, dầu rằng mượn bốn cái từ của đời, nhưng mà nhắc lại cái phạm vi của đạo. Là một vị đạo sĩ, một vị tu sĩ cũng vậy. Một người tu có khi không phải chỉ là phước đức một đời, mà từ ngàn vạn kiếp tử sanh rồi mới gieo trồng được hạt giống này, mà mới được phát cái pháp phục của Như Lai. Nhưng mà có người lại không đồng, không trân quý nữa. Cái gì biết người phát được cái chiếc áo này, mặc được cái áo dực bình này, cái đầu tròn áo vuông này, coi như nó phải một ngày một bữa. Ai cũng biết nó là cạo đầu này không tới 3 phút. Ai cũng biết mai cái áo không tới một ngày. Thiếu gì tiền của các vị, bây giờ người ta có thể bỏ ra mua hàng ngàn hàng tỷ cái áo. Các vị nhớ như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra để mặc cái trọn vẹn cái áo, cạo được cái đầu thì không phải một ngày một bữa, một sớm một chiều. Nói tới đây thì tôi kể cho các chị nghe một câu chuyện. Là ngày hôm đó thì có một gia đình thí chủ nọ, cúng dường tới Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni một bát cơm. Ngay lúc đó thì có một cái con chó đói nó đi ngang qua. Đức Phật mới liền xớt ra phân nửa bát cơm cho con chó đói. Ngài còn dùng nửa bát cơm mà thôi. Sau đó đó thì Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất á. Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất á. Ông nói thử xem coi, cái vị thí chủ cúng dường cho ta đó phước nhiều hơn hay là ta cho con chó đói kia ăn phước nhiều hơn? Tôi xin nhắc lại các vị nhớ câu chuyện này. Có một thí chủ bưng tới cúng dường cho Phật một bát cơm. Ngay lúc ấy có một con chó đói nó đi ngang qua. Phật mới lấy bát cơm đó xớt phân nửa cho con chó đói nó ăn. Phật còn lại nửa bát cơm ngồi ăn. Xong rồi Phật mới dây qua hỏi Xá Lợi Phất rằng, ông thử nói xem coi vị thí chủ cúng dường cho ta đó bát cơm này nè nhiều hơn hay là ta cho con chó đói kia ăn phước nhiều hơn? Rồi bây giờ quý vị bắt đầu, quý vị sẽ có nhiều thắc mắc là vậy là thầy bây giờ có thể thầy nói nó mâu thuẫn nè. Bởi vì cũng chính kinh Tứ Thập Nhị Chương này Đức Phật có nói là cúng dường cho người ác ăn, một vạn người ác ăn không bằng cúng dường cho một người hiền ăn, cúng dường cho 100 vạn người hiền ăn không bằng cúng dường cho một người thọ trì tam quy ngũ giới ăn, cúng dường cho 1 vạn người thọ tam quy ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho một chư thiên ăn, vân 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 vân, nó kéo dài như vậy đó.
Mà tại sao bây giờ Đức Phật hỏi như vậy thì cái điều này nó có mâu thuẫn không? Có ngược lại cái lời dạy của Ngài không? Bởi vì cái lời dạy của Ngài là Ngài dạy cái bài trước á, là ta cho 1.000 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn. Nhưng mà tới đây thì tôi hỏi câu này rất ngược, vì người kia cúng dường Ngài là cúng dường vị Phật. Ngài xé thức ăn cho chó là loài súc sanh, hai việc này điều nào là phước nhiều và điều nào là phước ít? Nhưng mà Đức Thế Tôn hỏi điều này thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất là rất thông minh, vì Ngài là trí tuệ đệ nhất thời bấy giờ mà. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói: bạch Đức Thế Tôn, Ngài cho con chó ăn á, phước vô lượng, còn vị thí chủ kia cúng dường cho Đức Thế Tôn á, phước không có bao nhiêu cả. Trời Phật ơi, bữa nay mà ai vô chùa mà nghe nói, nghe một ông thầy nào trong chùa mà ông nói câu này, chắc là quý vị té ngã ngửa hết à, té ngã ngửa chứ không phải ngã ngửa. Mà Thức Thế Tôn, Ngài cho con chó ăn á, phước vô lượng, còn vị thí chủ kia cúng dường cho Đức Thế Tôn, phước không bao nhiêu cả. Phật mới hỏi chứ tại sao? Ngài sẽ là bắt ra là bạch Đức Thế Tôn, vị thí chủ kia cúng dường cho Ngài bằng cái tâm của con người có mong cầu, tâm lượng của họ là tâm lượng của một chúng sanh. Còn Đức Thế Tôn á, cho loài chó nó ăn á, tâm lượng của Ngài là tâm lượng của một vị Phật bao la bát ngát như không gian không bờ mé, cho nên phước cũng vô lượng. Các vị nghe cái câu này, các vị suy nghĩ nghe, tư duy nghe, nghe pháp các vị phải ráng động não tư duy. Động đây không phải là động mà tưởng tượng cái điều gì khó khăn, mà động não đây để thấy cái thật, quán triệt. Chứ không phải là tôi biết các gì động não là các gì nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ xa xôi gì đó, không có, thấy cái thật. Bà Đức Thế Tôn, vị thí chủ kia cúng dường cho Ngài bằng cái tâm của con người có mong cầu. Tâm của con người có mong cầu, tâm lượng của họ là tâm lượng của một chúng sanh. Còn ngược lại Đức Thế Tôn, tuy là Thế Tôn cho cái loài động vật ăn, cho loài chó ăn, nhưng tâm lượng Ngài là tâm lượng của một vị Phật bao la bát ngát như không gian không bờ mé, cho nên phước cũng vô lượng. Từ chuyện này cho chúng ta biết một điều là mọi việc đều có ước định, đặt căn bản trên tâm thức. Tâm của mình mở rộng mênh mông thì việc làm của mình dù nhỏ cũng thành lớn. Tâm của mình mà nhỏ hẹp ích kỷ thì dù chúng ta có làm việc to lớn vĩ đại, kết quả của nó cũng hẹp như tâm thức của mình. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ về khó khăn. Khó khăn thứ hai là chứng từ thân tâm ta. Trong nền giáo lý Phật có nói chúng ta có những cái nạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nạn như mông lung ấm á vân vân. Nếu như chúng ta mà bị những nạn như là mông lung ấm á, có nghĩa là si, là đuôi điếc câm ngọng, là trở ngại cho sự tu tập rất lớn. Nếu chúng ta có bệnh thì cũng là trở ngại cho sự tu tập, mặc dù ta rất ham tu. Đến đạo mà lúc già thì có khi cũng trở ngại cho sự tu tập, vì thân thể bại hoại, mệt mỏi, suy sụp, thần kinh trí não không còn nhanh nhạy thì khó có thể phát triển được đời sống tâm linh. Cho nên thân và tâm có những chướng nạn, những khiếm khuyết của hình hài bên ngoài và những chuyển biến tâm lý bên trong là những điều khó cần đặc biệt lưu ý trong sự tu tập. Thân của tuổi trẻ mà nếu như chúng ta vượt qua được những chướng nạn khiếm khuyết và bất toàn về chân tay, về mắt mũi, thì còn có những chướng nạn khác đặt ra như sự bức bách của năng lượng về tính dục. Ví dụ như cái tuổi trẻ mà đến gia đạo tuổi trẻ mà đến gia đạo nguyện lực không mạnh, bồ đề tâm không vững,
không có pháp môn thực tập thì năng lượng tính dục phát triển bức bách gây khổ não khó khăn rất lớn. Vì sự khống chế, loại trừ hay sự chịu đựng đó không phải là con đường để vượt qua. Nếu chúng ta may mắn có một tâm hồn hiền thiện, thuần phát, có nhiều hạt giống lành do duyên nhiều kiếp, nhiều đời. Nhưng nếu không may, chúng ta là những hạt giống tiêu cực thì khó có thể cho ta tu hành được dễ dàng. Trong cùng một hoàn cảnh, một môi trường, nhưng đôi khi chúng ta thì sống an vui, còn mình thì người khác thì sống an vui, còn mình thì cả một sự chịu đựng. Khổ vô cùng cũng thể tu được. Nên tùy theo tâm thức thiện lành, tùy hạt giống ta đã từng gieo khó hay là dễ. Vì đời sống tri thức của mình nếu không thông minh thì cũng một câu kinh, nhưng người khác thì đọc hiểu dễ dàng, còn mình thì nó đắng, nó khó như uống thuốc bắc, uống vào nhận ra, học hoài không thuộc, không nhớ cũng là một đại nạn. Nếu ta lại là người cực kỳ thông minh, học đâu nhớ đấy, thì phát sinh ra kiêu ngạo và tự phụ tâm thức, không thể trông xa hơn, mở rộng tầm nhìn hơn, đôi lúc đường tu bị đóng kín và ta không đi trọn được con đường. Cho nên vượt qua cái điều khó khăn thứ hai của thân và tâm này là điều không đơn giản. Như vậy trong cái đạo Phật, nếu không có điều kiện xuất gia trong đạo tràng thanh tịnh với các vị vinh sư không có lòng rất ham tu, nên ta tìm đến một vị thầy nào đó ở dưới góc phố chợ để xin xuất gia, chúng ta có thể tin được là mình có an bình và hạnh phúc trong đời sống tu hành. Nếu mà chúng ta đi tu mà chúng ta cứ chọn chùa to, chùa giàu, thầy có cái chức lớn đi tu thì thử hỏi các vị cũng khó có thể tiến lên con đường đạo lắm. Bởi vì không phải nói như vậy là mình chê, vì mấy thầy mà chùa to quá thì các vị nghĩ tối ngày cứ quét chùa, cứ rồi làm trồng kiển, cứ rồi làm hòn nông bộ, không thì thời gian đâu mà tu. Rồi cái chức lớn quá, cái tối ngày đưa thầy đi họp hết chuyện này tới chuyện kia, tối ngày đi họp không sao tu. Cho nên các vị nhớ là cái đường tu nếu dễ thì chắc ai cũng tu thành Phật hết rồi. Khẳng định điều đó, hãy dễ thì ai cũng tu thành Phật hết rồi. Vì vậy mà mấy bữa nay nói cái đề tài là khó là vậy đó. Nhưng mà khó đây không phải là mình không vượt qua được. Khó đây là mình phải khó. Ngoài đời ta nói yêu nhau, mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng vượt qua. Yêu nhau mà ta yêu rồi, ta có lý tưởng yêu, ta mấy núi ta cũng trèo. Còn mình đâu có phải cần mà trèo đèo vượt núi, băng rừng gì đâu. Mình chỉ cần ráng cố gắng ngồi lại, đem cái tư tưởng của mình nó trụ về đây đi, rằng mình đủ cái đạo lực, đủ cái vai trò, mình làm chủ nó vậy thôi à. Mà mình làm không được, mình đòi gì cao siêu hơn. Rồi đời ta nhiều lý tưởng, người ta nhiều tình yêu, ta mấy núi ta cũng trèo, mấy sông ta cũng lội, vạn đèo ta cũng vượt qua. Mình đâu có Phật đâu có bắt trèo đèo vượt núi gì đâu, băng rừng gì đâu. Phật đã từng trèo đèo vượt núi băng rừng rồi thì Phật đâu có để cho đệ tử Phật khổ gì nữa. Mà chỉ có cái là đệ tử Phật làm sao mà thấy được cái tâm sanh diệt của mình, mà để trở về cái tâm bất sanh bất diệt thôi à, có nhiêu đó thôi à. Phật thương, Phật rút ngắn thời gian là hết đó. Vậy mà mình không làm được như Phật, mà mình đã chẳng vậy không làm được, mà mình cứ hướng ngoại, mình chạy đi cầu Phật ở bên ngoài không là tội thương cái Đức Phật chứ. Hướng ngoại coi như là gần 40 phút rồi, sắp nghỉ được rồi đấy. Giờ thêm chút xíu nữa vào học đạo là khó.
Tại vì chúng ta thường nghĩ giàu có là điều kiện tốt lành nhất trong cuộc đời. Nhà Nho có câu là địa di cô du có mộc du kiên, đất càng sỏi đá càng khô là không màu mỡ thì cây càng cứng đó. Địa di mộc di cố di cương gian nan giả di khứu ngã giả di trợ ngã giả giả đó. Đất càng khô thì cây càng cứng đó. Để với những người sinh ra trong điều kiện khó khăn cực khổ nhưng tự mình vươn lên để thành đạt là những con người rất rắn rỏi. Tuy nhiên không hẳn như thế, bởi chúng ta không có điều kiện và cái tạm đủ thì không thể phát triển để học hành tới nơi tới chốn. Chúng ta thông minh ham học nhưng sinh trưởng trong môi trường bùn lầy nước động và chưa bao giờ có điều kiện bước ra khỏi cái làng mạc đó, chưa cơ hội nó tới xài thành thì không có thể học được. Sự phát triển nếu có chỉ chừng mực áo mà thôi, dù có muốn vươn lên phấn đấu cực khổ rồi cũng phải đến chỗ dừng lại. Sự giàu có cho ta vô vàn thuận lợi để làm mọi việc như học hành nè, việc làm nè, tranh cử, tranh danh nè, nhân dân. Cho nên muốn phát triển về phương diện tri trí thức, đạt đến chiều cao của học thuật thì cần có điều kiện vật chất bên ngoài hỗ trợ. Và bước vào trong đạo tu tập cũng rất dễ nếu chúng ta phát tâm tu với nền tảng của Phước Hữu Lậu vững vàng cùng với điều kiện tri thức căn bản thì bước vào đạo chúng ta tu học rất là nhanh. Nếu chúng ta không có một căn bản tri thức làm nền tảng học hoặc học hành chưa tới đâu, khi vào đạo ta còn mày mò từng chữ một, tập tè bò dưới thấp rất là cực trong lúc người ta đã vươn tới trời xanh. Nhưng tại sao giàu có học đạo là khó? Vì sở dĩ giàu có học đạo khó là bởi vì giàu có và thành đạt là niềm đam mê vật chất. Nó giống như keo bám cứng vào đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ thích đếm tiền bỏ vào túi. Và có khi cả một cuộc đời mình chỉ là biết lo làm sao có thật là nhiều tiền. Nên không có thời giờ để làm điều khác hơn nữa. Ta luôn bận rộn trong đời sống là làm giàu thì giờ đâu để mà học đạo. Nên Đức Phật gọi giàu học đạo là rất khó. Nhìn ra ngoài xã hội chúng ta thấy những quốc gia nghèo khó nếu muốn phát triển vững mạnh về kinh tế và tài chánh cũng cực khổ vô cùng. Điều đầu tiên là những quốc gia nghèo đói chậm phát triển, khi muốn làm giàu thì mọi khả năng của quốc gia chỉ dồn vào một việc là làm giàu, nên họ không ngần ngại tàn phá tài nguyên thiên nhiên cũng như quốc gia tài sản quốc gia khác. Điều đầu tiên của quốc gia nghèo đói chậm phát triển, khi muốn làm giàu thì mọi khả năng của quốc gia chỉ dồn vào một việc là làm giàu, nên họ không ngần ngại tàn phá tài nguyên thiên nhiên cũng như tài sản quốc gia nếu cần. Bất kể tiếp những gì nếu đưa đến lợi nhuận điều ra tay giành giật không cần suy nghĩ, cho dù điều ấy có thể phá vỡ nền tảng đạo đức xã hội, và những gì không đưa đến trực tiếp lợi nhuận to lớn thì họ không cần đầu tư. Thế thì ngày nay các vị thấy những cái điều này tôi viết, tôi soạn nó lại, tôi bình luận lại, tôi đọc nó lại, các vị thấy nó rất rõ mồn một vậy đó. Có những quốc gia được xếp hạng nghèo đói chậm tiến đang cần làm giàu nên có năng lực và uy quyền, chỉ muốn phát triển đầu tư vào những lĩnh vực lợi nhuận kiểu trước mắt mà không nghĩ đến liên quan là đào tạo con người trong tương lai. Có đầy đủ phẩm chất đạo đức và trí tuệ lãnh đạo mà đưa đất nước đi lên theo hướng phát triển lâu dài nhân bản. Họ muốn cho quốc gia giàu có cho nên họ không cần đầu tư cho thế hệ tương lai, mà họ thúc đẩy cái xã hội mau giàu nhưng mà lại thiếu đạo đức. Mà rõ ràng mồn một có như vậy, không nghĩ tới thế hệ tương lai. Bây giờ ngay cả chúng ta thấy có những người làm cha làm mẹ thôi, muốn giàu có mà giàu có để lại cha, tôi làm giàu tôi để lại cha, để lại cho con cái. Nhưng mà quý vị quên một điều rằng là giàu giàu sang nó giống như là gì đó, là nước bọt bọt nước biển bọt biển, nó đâu có tồn tại. Nếu tồn tại thì xưa nay tổ tiên ông bà mình để lại biết bao nhiêu tài sản cho con cháu nó bền vững, chứ tại sao rồi nó cũng mất hết tất cả.
Mà trong khi các cái nhà tư tưởng học thì người ta nói là phải để cái đức lại cho con. Đừng vì con mà làm thân trâu ngựa, rồi cuối cùng mình cả một cuộc đời mình đầy dẫy tội lỗi mà con cái mình nó cũng không giữ được tài sản đó. Cháu con nó có phước đức của cháu con, nó sanh ra nó có phước đức của riêng nó rồi, mình đừng quá vì nó mà mình khổ đau, mình tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Vậy mà giàu học đạo khó và ham làm giàu học đạo cũng khó là như vậy. Thôi, nay tới đây nghỉ thứ năm tiếp đi, đề tài này hay lắm. Có gì chịu khó nghe đi nghe lại rồi tư duy nha. Chia sẻ cho mọi người cùng nghe.